Cho mình hỏi là các bạn sẽ gọi những sản phẩm này là gì? Và trước khi những cái sản phẩm này đến với mình á, thì nó được gọi là rác. Nếu mà để nguyên hình dạng cũ á, mà các bạn dồn thành một bao á, thì chắc bán được mấy nghìn. Và nhìn vào những bức tranh gỗ này, thì cũng không ai có thể nghĩ được trước đây mấy món đồ này chỉ gọi là rác. Mình thì rất muốn chia sẻ tất cả cách làm này trong vòng một clip thôi, nhưng mà thời gian ở trên này có hạn nên là mình sẽ chia làm nhiều clip. Với lại mình cũng vừa làm vừa quay nên là quá nhiều, mình cần phải có cái thời gian để sửa clip. Mong các bạn ủng hộ mình và đón xem những cái clip sắp tới đây nhé. Mình làm tổng cộng là 10 bức tranh. Nếu như bạn nào mà muốn tìm những cái nguyên liệu mà không có thể tìm được ở trên mạng thì có thể ghé sang thăm shop mình nhé. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ một cái clip. Trong 10 bức tranh này thì mình sẽ chia sẻ cái clip làm những cái bông hoa bằng mút xốp. Cái mút mà dùng để gói trái cây đó. Nguyên liệu chúng ta cần làm là cái que gỗ lớn nhất và 10 cái que như vậy. Để kết dính lại với nhau á, thì chúng ta có thể xếp 10 cái lại với nhau như thế này, rồi gắn những cái que đằng sau. Rồi cái này là lon bia nha. Lon bia mình cắt đôi ra thì mình sẽ bọc bằng cái vải bố ren và úp lên cái bức tranh đó. Còn đây là cái miếng bọc trái cây này, màu cam này. Giờ mình sẽ cắt ra làm 8 sợi như vậy. Rồi bây giờ mình sẽ xếp 8 sợi bằng nhau. Và mình lấy cái que kẽm này mình đút vào ở giữa. Rồi mình sẽ lấy chỉ, cái này cột nhẹ thôi nha, không là mình siết mạnh tay là nó sẽ đứt. Mình cố định bằng chỉ trước á, thì lúc mình cắt những cái sợi này á, thì nó sẽ không bị rơi ra. Thứ hai đó là mình cuốn cái keo sáp này này cho nó dễ. Có rất là nhiều cách để làm hoa bằng cái này nha, nhưng cái cách này là cách đơn giản nhất mà nhanh nhất. Mình sẽ làm rất là nhiều như thế này. Sau đó là mình sẽ làm 5 bông, mình kết thành một cái cành dài. Mình cần 2 cành 5 bông và 1 cành 3 bông. Cái này là tùy các bạn cắm thôi, còn mình thì mình cắm theo kiểu đơn giản nhất. Các bạn thông cảm nhé, bởi vì là mình không biết cắm hoa đâu. Rồi đó, sau đó mình uốn éo này cho nó mềm mại này, chứ đừng để cho một cái cây thẳng thì nó không có tự nhiên. Rồi mình sẽ gắn 3 cái vào đây và gắn thêm 2 cái cỏ phụ này nữa. Và đây là sản phẩm của mình.